Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Mi. Trong video ngày hôm nay sẽ là một video Get Ready With Me, skincare routine buổi sáng và makeup buổi sáng của Mi dạo này như thế nào. Và mọi người hãy cùng bắt đầu với video nhé. Nói chung về da của Mi thì da của Mi là hỗn hợp nhạy cảm. Từ lúc Mi đi du học ở Mỹ về thì về Việt Nam môi trường có vẻ là không sạch bằng, nên là da của Mi cảm giác cũng nhạy cảm hơn nữa. Nên là những sản phẩm Mi dùng thì lúc mà Mi cũng sẽ ưu tiên những sản phẩm dành cho da nhạy cảm hoặc là những sản phẩm lành tính thiên nhiên nhiều hơn. Thì cái sản phẩm yêu thích dạo này của Mi là cái line này của Skin 1004. Đây là cái line dành cho da nhạy cảm. Và thực ra thì tất cả những sản phẩm của Skin 1004 đều dành cho da nhạy cảm hết. Nên là sử dụng cái này Mi rất là yên tâm, vì nó làm cái hàng rào bảo vệ da của Mi khỏe hơn và đẹp hơn. Và buổi sáng thì Mi sẽ chú trọng những sản phẩm có thành phần làm trắng sáng da. Nên là toner Mi sử dụng cho buổi sáng là của Centella. Cái này là có chiết xuất từ rong má và có cả LHA và AHA để có thể tẩy tế bào chết nhẹ cho da. Thì nếu mà buổi sáng mình có thể sử dụng cái này để da có thể được tẩy tế bào chết nhẹ, và những sản phẩm serum hay là makeup của mình thì nó sẽ nhìn mướt hơn và sạch hơn. Brightening Toner Centella Halucica này có thành phần AHA và LHA giúp tẩy tế bào chết và hỗ trợ dưỡng trắng sáng da. Ngoài ra có chiết xuất từ rau má nên có thể làm dịu da và giảm sưng viêm rất nhanh. Thành phần ceramide có kích thước siêu nhỏ, có thể hấp thụ nhanh vào da, giúp da bổ sung đầy đủ độ ẩm và làm cho da mềm mịn hơn. Và buổi sáng thì Mi sẽ skip bước dưỡng ẩm. Tuy nhiên thì Mi sẽ vẫn sử dụng serum, và serum hôm nay Mi sử dụng là serum Halucica luôn, cùng một line với lại cái toner lúc nãy. Mi sẽ apply thẳng lên da như thế này. Và serum này là serum dưỡng ẩm, nên là tí nữa khi mà mình apply kem chống nắng thì da đã có đủ ẩm rồi. Bản thành phần của Blue Serum bao gồm 5 loại: Hyaluronic Acid, Hyalucia Hydration, Ceramide Biome, Niacinamide và chiết xuất cây thường xuân. Công dụng chính của serum này là cung cấp đủ độ ẩm cho da và cân bằng dầu nhờn, làm dịu da nhạy cảm, giúp chống sáng và ngăn ngừa lão hóa cũng như tăng độ đàn hồi cho da. Đối với kem chống nắng thì hôm nay Mi cũng sử dụng của Centella luôn. Mi rất là thích sử dụng cùng một line hết để những cái sản phẩm nó làm việc cùng nhau tốt hơn và phát huy được tất cả các công dụng của nó tốt hơn. Là có SPF 50+, PA+, và điều Mi thích nhất là nó khô rất là nhanh, phù hợp với da dầu và da nhạy cảm. Để bắt đầu với phần makeup thì Mi sẽ bắt đầu với kem che khuyết điểm. Và kem che khuyết điểm Mi vẫn đang thích là của Clio. Cái này Mi mua là màu số 1 hay sao, màu sáng nhất. Mi chấm một, chấm ở ngay đây thôi, và chơi cái vùng mụn. Mi sẽ lợi dụng lúc mà cái kem chống nắng nó còn ẩm và nó còn bóng để Mi tán cái phần kem che khuyết điểm ở dưới mắt thì nhìn nó sẽ tự. Đối với cái này thì Mi sẽ tán nó sau khi Mi làm makeup cho mắt xong. Em đi quên mất là phải bôi kem chống nắng trên cổ nữa, nên là mọi người đừng quên giống Mi nhé. Tiếp theo đó thì sẽ đến phần chân mày. Chân mày thì thường thường Mi sẽ dùng một cái cọ cứng, cái đầu cứng như thế này, và dùng bột chân mày kem màu nhạt hơn. Rồi tán đầu mày đi. Sau đó sử dụng một cái mascara mỏng, cái này là Skinny Mascara, và Mi sẽ shape lại chân mày như thế này. Để đến phần mắt, bảng mắt Mi đang dùng là của Hourglass, cái này là tông màu nâu như thế này. Và để đánh toàn bộ mắt thì Mi sử dụng cái màu nhạt nhất cộng với cái màu nhạt nhì, màu nâu nhạt. Mi trộn vào nhau và Mi đánh toàn bộ vào mắt của Mi. Dùng màu nâu nhạt thôi, không có dùng cái màu này nữa, chỉ là màu nâu nhạt và đánh ở phía mắt. Eyeliner, Mi sẽ dùng bảng mắt giống như vậy và lấy cái màu nâu đậm nhất. Mi
Và sau khi đánh bắt xong thì mình sẽ bắt đầu tán cái cục mụn này. Đây là cách tốt nhất để bày thân, đó chính là để cho nó sát một chút, và khi tán nó thì nhìn nó còn không cần nữa. Tình tình là trick của mình. Đối với những bạn da dầu thì mọi người nên set những cái phần mà bị thâm mụn mắt bằng cái cọ bé và chỉ set ở cái phần đó thôi. Trước khi set toàn bộ mặt thì cái make up, cái chỗ conceal thì nó sẽ được kiểu nhanh hơn. Và để đôi mắt của mình long lanh hơn thì mình sẽ highlight bằng cái Kaja này. Tiếp theo đó là lấy một cái highlight. Cái này là highlighting powder thì nó sẽ nhẹ hơn highlighter một chút, nó sẽ tự nhiên hơn, thì mình sẽ dùng cái đó cho cái vùng khóe mắt trong này của mi và cũng như là mũi, nó sẽ rất là tự nhiên và luôn quanh đầu mũi nhé. Và bước mi yêu thích nhất đó chính là bước đánh má hồng. Bình thường thì mình sẽ sử dụng hai loại má hồng lận. Má hồng đầu tiên là cái má hồng nhạt này, cái này là của Benefit. Cái này mình sẽ đánh ở phần cao, cái điểm cao của má. Màu hồng đây là cái bảng, đây là cái hộp phấn có rất nhiều màu hồng của Givenchy, đây siêu hồng luôn. Thì mình sẽ lấy một ít ra như thế này và mình sẽ sử dụng cái puff và đi kèm cùng với cái hộp phấn, trộn tất cả các màu lại với nhau và apply bắt đầu từ má, bắt đầu từ sát mắt xuống từ bộ má. Và sau đó là lấy cái này để tán ra. Phần highlight mắt của mình nó bị mất đi một chút đó, nên là mình sẽ đánh lại, để lên thêm một lớp nữa ở trên. Rất là thích dùng mà những cái loại nó Hàn Quốc như thế này. Cái này là Peri Peri và cái này là Roman. Đầu tiên đối với Peri Peri thì mình sẽ đánh lòng môi như thế này. Và sau đó đối với Roman thì mình sẽ chọn cái màu nó hơi nút, nó hơi cam hơn một chút, cam nút, và nó sẽ có một chút bóng để mình đến ở giữa môi. Và ta-da, đã là make up của mi. Ta-da, và đây là make up look cuối cùng của mi. Đây là make up look siêu lẹ siêu nhanh, chỉ cần mất khoảng 50 phút của hai của mi thôi. Và hy vọng mọi người sẽ thích video Get Ready With Me tuần này của mi nhé. Và hẹn mọi người trong video thì sau.